Hello anh em, thì bữa nay anh chủ xe đẹp trai đã tới lấy rước em R15 Ken. R15 cái đó phải gọi là xe mới. Đó, thì em làm gì, bình thường em làm gì? Dạ bình thường em đi làm bác sĩ. Bác sĩ hả? Bác sĩ đi R15. Hỏi độ vô cũng được, anh hỏi độ vô đi vậy cho được. Dạ. Tức là mấy con này nó tiết kiệm xăng. Tính ra em đi cái nó tiết kiệm hơn con AB đó. Tính ra nó 50 cây lít. Wow, 50 cây lít. Con này thì nó nhẹ hơn xíu, con này 51, 52 cây lít nè. Con này MT. Con MT, nó chung chung cục máy á. Dạ vâng. Ừ, bây giờ lên nha, lên dạ. Lên cho mọi người ngắm R15 Ken. Đây ha, vừa vô là dàn phân khối lớn với lại dàn da dép thùng. Cái này mở quẹt, mở hết rồi. Rồi. Đây là con R15 mà anh lấy nha. Con này thì không có gì để nói hết. Odo mới có 1000 cây thôi. Xe mà chưa rô đai xong nữa. Nói chung mới rô đai xong nữa. Rồi có gì chê giùm anh cái. Không, xe mới của anh rồi. Có gì chê giùm. Đập hộp. Ờ, đập hộp. Anh đi đập hộp xe mới. Đó, đập hộp một con này tiết kiệm được 20 triệu. Mà khi mà em mua xe mới á, nó cũng có cái là em bấm bảng số của em, nhưng mà em phải chờ thời gian bảng số, em đâu đi được đâu. Khi mà em mua xe mới là em phải để xe ở nhà một thời gian mà mới ra bảng số được. Con này về em mua là em chạy luôn. Thì như lời hứa của các anh em á, là mình tặng cho anh cái nón bảo hiểm giá 1 triệu. 1 triệu thôi nha, hơn 1 triệu là tôi sạc nghiệp chết. Đó thì anh đã lựa cái nón bảo hiểm cho anh rồi nè. Đây là cái nón hai kính thôi. Em bóc tem luôn đi. Mình bóc tem, mình lựa nó mới hiểu, mình phải bóc tem hiểu không? Đó, lột tem chứ không phải là nhiều người đừng có tưởng là tôi lấy nó bảo hiểm cũ tôi tặng, không có đâu nha, bảo hiểm mới luôn ấy. Hai kính nè, em gọt cái kính, gọt cái này, cái này là gọt kính xuống rồi đó. Đi nắng là gọt mưa xuống đó, được chưa? Rồi. Đó, gọt lên gọt xuống đó, giống như siêu nhân biến hình vậy đó. À, rồi. Đó, gọt lên gọt xuống đó. Rồi vậy nha. Rồi. Rồi, nó có hiểm rồi đó. Độ vô thấy thoải mái đúng không? Thoải mái, rất thoải mái. Em độ vô á, em bị cận á, thì em độ vô em phải đeo cái kính vô nó. Là mình sẽ độ trước rồi mới đeo kính. Độ trước rồi mới đeo kính. Thì bình thường mình độ kính thường thôi. Cái gật xuống, gật lên này. Này đẩy lên, hiểu không? Lấy tay đẩy lên, nó này gặp xuống nè. Cho đẩy nè, đẩy này nó không được. Đúng rồi, đẩy này lên, đúng rồi. Rồi phải đeo kính vô. Đó, cái này là chạy đường xa bảo vệ mình thôi. Vậy đó. Đó, chạy xe là vậy đó. Đó. Rồi. Đi xa nó an toàn. Còn bình thường em đỡ nó, em chạy chậm chậm thì em đỡ nó kia cũng được. Chủ yếu là anh muốn hỗ trợ cho mọi người, để mọi người mua xe, mọi người sẵn có nón luôn. Chứ bây giờ mọi người mà mua xe xong rồi mọi người phải đi tìm cái nón nữa thì nó cực. Nó cũng không bao nhiêu hết, mình hỗ trợ anh em rồi. Cái thứ hai là anh sẽ hỗ trợ em xài nhớt và nước mát giá gốc. Dạ. Đó, ví dụ nè, anh sẽ ví dụ. Đây như là cái lon này là mình không thể công khai giá được. Ví dụ anh cho em biết thôi ha. Dạ. Đó, là giá này, đúng không? Dạ vâng. Giá này rất là cao, đúng không? Dạ. Giá người ta thị trường. Và anh hỗ trợ cho em là không mất đi những cái số ở đây, hiểu không? Dạ. Là chẳng luôn, hiểu chưa? Dạ em hiểu rồi. Là thấy ok chưa? Dạ rồi. Quá ok rồi. Là từ đây đến tới cuối đời luôn. Chừng nào em đi em chừng nào em đi xe miết thì hỗ trợ chiếc xe em tới cuối cùng, hiểu không? Dạ vâng. Đó thì ở đây anh có chỗ để thay nhớt rồi làm hết luôn. Dạ. Đó, mọi thứ hỗ trợ em hết. Rồi bây giờ chỉ cần giờ anh dắt xe ra cho em thôi ha. Dạ vâng. Dắt xe ra cho em. Thì ở đây em không có dắt được. Dạ. Để anh dắt luôn xuống cho em. Ừ. Đây. Đây là hôm bữa là cọc 6,5 triệu. Dạ vâng. Bây giờ là 60 triệu, đúng không? Đây, tiền trao là lấy xe nha anh em, mua một chiếc xe mới Ken, quá lời. Rồi bây giờ mình nhét tiền đây đi, mất công ăn trộm lấy nữa. Đó, mình kỹ mà. Đó.
Rồi bây giờ mình sẽ chạy xe xuống ha. Dạ. Em tắt máy quay, anh chạy xe xuống rồi xuống. Rồi xong rồi á, bây giờ em quay cho mọi người thấy là chiếc xe nó can cỡ nào đi. Đó, nó như thế nào. Đó. Quay gần rồi vô đó, hơi đồng hồ. Rồi. Còn chờ gì nữa? Vô test đi chứ. Chờ nữa. Đây còn số nha em. Rồi nè, đá đó rồi. Rồi, hết số rồi đó. Biết chạy con tay mà đúng không? Dạ không. Không biết chạy hả? Cái gì? Chết tập chạy. Chết mẹ thôi. Không biết chạy coi chừng nha. Thì con không biết chạy thì đúng không? Không biết chạy. Ừ. Thôi sẽ có bạn đi nó chạy với em. Ra đây nè. Em hướng dẫn bạn tập em. Dắt bạn mà không hướng dẫn. À, này chết rồi. Chưa biết chạy con tay luôn trời. Từ từ nha. Hạ xuống từ từ. Xe nó hơi cao quá. Rồi đó, thả từ từ, kéo từ từ thôi. Ồ á, giờ mới biết là chưa biết chạy mà đi mua. Bên này đi chạy, anh đi chơi chứ. Bạn này tôi nói chắc rồi đó. Ông con cha ơi, biết chứ tao đi xe tao về. À. Sao? Này xe nhà. Xe nhà mình mà con này chút nữa qua lấy nè. Rồi xong rồi, đâu quay rồi? Quay đầu xe, đang quay đầu xe. Rồi xong rồi. Ừ, tập chạy đi mấy con này lỡ có gì thì đỡ tốn kinh phí. Dạ. Mấy chục triệu à. Thì trước sau nó cũng phải lên xe cao thôi, chở tập mấy chiếc nhỏ nhỏ đi. Đâu? À, sao? Ơi. Rồi sao? Ngầu á. Thì nói chung con này cũng mới rô đai xong thì mình chạy kỹ xíu. Chỗ này nó hơi chạy xíu ra, dắt xe ra, dắt xe vô. Đó, giờ chạy anh lệ. Chạy anh lệ, rồi chút anh đưa giấy tờ xe rồi xong rồi đó. Đồ. Nó vừa á, 199 hả? Dạ. Ừ. Thì em mua xe bên anh thì thoải mái lắm, lúc nào anh cũng thoải mái, thích con nào cho em ngồi thử, rồi anh ra thử. Ngã không anh? Không, không ngã, leo đi. Bao ngã, cái này gấp mà. Đó. Sao? Cao quá. Cao đúng không? Không, con đu này nó cao. Nếu như em mua phải hạ yên. Đu này hơi bị khủng á. Hồi trước nó mới về Việt Nam làm. Em search Google lên. Em gõ Google bấm Ducati 1199S. Là giá hồi đó là 1 tỷ mấy. Tỷ rưỡi. Giờ anh sẽ cho em gọi là chút phấn khích nha. Đó. Lên đồng hồ thấy không? Rồi số mò. Đây. Con này hiện tại bây giờ bên anh bán chỉ có 500 triệu hơn xíu. Đúng không? Yeah. 500 XX người ta gọi là 500 XX. Thôi bị em đè đi, em đè cái này sâu vô. Đè vô chừng não lên thôi. Đã không? Đã. Không phải không? Chị em lúc cảm giác anh à, lên thấy nó rung, thấy nó lực mạnh. Con này mạnh lắm á, tới 1.200 mà. Dạ. Cảm giác lần nào lên thì chơi lớn, nó sướng. Thì ráng đi, cái này là khi á mà em, cái mục tiêu của em nhắm tới con xe, những con xe cao cc hơn, mất tiền hơn á, thì cái động lực em sẽ làm kiếm tiền nhiều hơn, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ suốt đời mình cứ mình ngắm tới 150, ai đâu ngắm đó. Cái đó là chỉ cần con xe, mình trải nghiệm. Càng ngày mình phải có mục tiêu, mình càng kiếm nhiều tiền thì mình sẽ sở hữu được những con xe này, đúng không? Phải cố gắng lên chứ, đúng không? Còn bây giờ là đến cái màn anh hỗ trợ em nè. Rồi, xuống giờ cái quay lại vấn đề cũ ha. Thì em đã mua con xe của anh chị. Thì mà xe nó chưa có kính chiếu hậu, anh có để sẵn cho em cái kính chiếu hậu để em đi về cho nó dễ nè. Từ từ, cái này... Chúc anh sẽ cho người gắn vô.
Rồi thứ hai là qua lựa cho anh cái nón bảo hiểm. Nón bên đây, nón anh trưng bày đó, thích cái nào lựa cái đó, tặng một cái. Cái nào đúng 1 triệu nha, nhiều quá là tôi mệt á. Màu đen hả? Màu đen anh còn cái duy nhất luôn á. Đen vô lấy ha. Thôi để anh lấy cho. Sao có xích xì bo da dép gì không? Rồi đây, thì cái nón này đâu coi bảng giá nó bao nhiêu. Giá 800. 800, 800k, rồi ok. Rồi, ngồi đây. Xong rồi ha. Ông này á, ông đội cái nón kỳ cục quá. Đèn ông mà đội nón hồng, đây tôi cho đội cái nón giống tôi luôn nè. Đây, nón xịn luôn, đó, rồi đổi luôn đi. Nè, anh tặng em nha. Quý mến anh em mà tặng đó. Rồi đẹp trai chưa, tháo bảng giá ra cha. Bóc tem, bóc tem. Bóc tem đi. Đó, đội vô coi thử nha. Rồi đẹp, có thử đẹp trai không? Trai mấy bạn. Rồi, cái bình này là bình nhớt 450. Dạ. Này anh cho em luôn. Dạ. Kiểu như anh em ở xa, kiểu như mình có chút tình cảm với nhau ha. Dạ. Rồi chưa, 3 món quà rồi. Dạ, cảm ơn anh. Rồi ha. Rồi bây giờ anh sẽ đẩy xe xuống kiểm tra cho em, với lại thay nhớt. Rồi dạ, thay nước mát cho em. Ok, nước dạ, mát tự trả tiền. Dạ. Rồi ok. Nhớt thiếu tự trả tiền, không có hỗ trợ nữa, hỗ trợ chưa được rồi. Được voi đầu tiên là không có được, hiểu không? Hỗ trợ bao nhiêu đây thôi. Dạ. Rồi vậy là xong đúng không? Dạ. Tiền đâu? Tiền. Tiền đó phải nhớ cho anh em. Rồi mua máy là phải nhớ chứ, không thôi quên sao? Đây tiền máy. Đây anh làm nguyên cọc tiền nè. Mình cầm đủ rồi nha. À, bây giờ mình sẽ cho kiểm tra xe cho nó kỹ lại một lần nữa trước khi giao. À, cầm luôn đi. Dạ. Khúc này anh cắt lấy rồi đưa ấy giấy tờ xong đưa. Rồi giờ mình sẽ xuống kiểm tra xe cho nó bài bản xong rồi mình sẽ giao cho anh em. Hello anh em, lại là Minh đây. Thì hôm qua Minh lại kiểm tra lại con này một lần nữa, cái con xe mà Minh đăng mọi người nói mà. Mọi người có xem clip Minh á, thì thằng em mình nó qua nó lấy. Mình đang kiểm tra lại lần nữa thì mình mới phát hiện là cái thắng này nó hơi sâu một chút xíu. Cái thắng này hơi sâu chút xíu, chắc nữa mình sẽ khắc phục cho thằng em của mình. Đó, thì mọi thứ rất là ok, rất là mới đó, anh em coi trong clip mà thấy không? Quay anh em coi một vòng. Thì anh em mình nó đã qua rồi, bây giờ mình quay clip để mình kiểu như là mình giao xe á. Thì em nó ở Vũng Tàu á, mình sợ nó chạy xe đồ ở dưới đó là ít sửa, cho nên bây giờ mình bảo trì lại hết cho nó một lần một luôn. Rồi thì bây giờ vô gặp cái nhân vật đó, gặp cái nhân vật mà mua xe của mình. Lại là như cũ nha, lại là dàn xe đó. Anh khoái không hơi lớn đó, anh đứng anh ngắm nãy giờ á.